Sự đây lúc này bông pha ôn tình ọc ní chà hay sốc sở bài chế tế xong rạp thằng ngày ní chà lấy nó bê bì lìa đại dương nên trao riêng biệt xa ông lê tình ọc ní phong đài lạc chà. Nhưng chẳng mê riêng vật thật rộp bà dương thằng ngày ní cứ dương chô mê riêng thơm ấy đài mê riêng tì xam sắp rầm bay bà dương đà nì dây ẩm bì xanh chiệt rưu có bà chì chuẩn chà hay nâng mùi tiết nì dây ẩm bì sạch rương chà nà lưu chơi chàng phong đài lạc. Chà, ok, chừng đi sắp mùi đoàn, chà, chừng đi khuyên thua ca khuất bịa để đọc xong trên bí sắp hào đồ miên làm lại bọc nhóm chún hay bật tập mà tiết dân riêng ông bí khó cùng bí hay cực đôi chia sạch lương chà, rộng bọc dân phẳng đài. Ok, chừng đi khuyên xung chặt thua đám chà thua ca khuất bịa chún là lực đặc hiện phẳng đài chừng lúc yêu phụ này thua ca khuất châu bán chừng đài bịa nâng cư dân đọc xong trên bí em phí bí phá dân chà. Chà, chân dân viên chùm nôn buôn bịa chà, tại nó không xếp hầu đó miền làm lại bọc nhầm chà. Ok, chân dân xong xong thôi cả bọc ra chúm chà. Chừng lúc này mong phố xin thua ca gót chốt là em tí tiết nhầm ảnh ứng thua ca ao chia sân thánh chế. Chân bịa Ponies, dân lọc bàn riêng hai cả vì mê riêng tị bay chả, đôi chứ mê riêng tị bay chân ánh chả. Bọn tết nạp bịa vì chỉ verb, đợi bơi cái lại ní, Ponishment, nạp bịa vì chỉ niềm chả. Ok, chân đi nước nhóm xong thua cả an chún chả. Lesson 38 chả, Nationalities and the Story of the Grass chả. Nationalities dân bài tha sinh chiệt chà. The story of the grass chà. Grass mình này tha chơi chàng. Nhưng chẳng cứ hai dân nâng riêng nằm bì sạch rương nâng lưu chơi chàng. Rưu có rương nâng lưu chơi chàng nâng. Ok, MPB vocabulary chà. Nail, nail dân bài tha đẹp cầu chà. Nail. Punishment, punishment chà. Dương bài thay ca bắt đầu tiết tố. Demonstrate, demonstrate. Bịa demonstrate nâng viết mà nâng bịa. Show chà. Chà. Demonstrate, show chà. Dương bằng hai chân. I want to show you about my house. Rồi có about my country chà. Demonstrate. Bắt đầu tiết sinner. Sinner, sinner prae tha mà nông miên bạp. Ta bởi xa dân lục chả N-E-O chánh sin thật tế prae tha bạp.
Tại bởi dân thêm ăn ý ổ, mình này thá, mình nụ miền bàm. Ok, chắc nước chung ăn chung đoàn tiếp chả. Lesson 38, Nationalities and the Story of the Cross. MPB Vocabulary, Nail, Punishment, Demonstrate, bằng hán. Hay mùi tiếp với smart là biết show, chả. Sinner, mình nụ miền bàm. Ok, chắc nhung xong ai luôn để mà phổ ôn án tỏ. 1, 2, 3. Ok, tỏ. Chắc nhung xong xong thua can lớp 2 ở nhưng đừng ao chỉ sân thân chứ. Ok, chờ. Example chờ. Nail. Yeah, that one. Example the shoulder. The shoulder. Put nail in Jesus. Yeah, punishment. When there's something wrong, demonstrate. Sinner, yeah. Sinner, just example. Chân lúc này mà bố này thuê ca gọt cho bán chả. Chân nhầm ao chìa sân thân đua giấy chả. Chân cứ dường miệng. Chân nhầm thuê ca khu. Tần lơ bị đầy nhầm vô màu bà cao chìa sân thân chả.
chúng mong nè mà con xung trên cọt chỗ chả hay tí tiết nhầm đằng ăn chút hay bỏ prai chun phong đà chả ok tỏ chân đi xem xong thua cả ăn chún chả MPB vocabulary nail để dân bài thạc để câu chả example the soldiers put nails in Jesus hands again nail example the soldiers put nails in Jesus hands chả punishment để dân bài thạc cả đoàn tia tù. Example, when a person does something wrong, there is a punishment. When a person does something wrong, there is a punishment. Demonstrate. That's my bit show. Example, the teacher demonstrate how to do homework. The teacher demonstrate how to do homework. Chà. Sinner. Để dân bài thang mà nông miệng bàm. Example, Adam and Eve were the first sinner. Adam and Eve were the first sinner. Ok, nóng tiết. Chân nhầm ăn chung nóng tiết nhầm bỏ bài thang đồng. Chà. Nail. Example, the shoulders put nails in Jesus' hand. Chà, chân bụi ta hiên chỉ chân bàn vô để cố chà đoàn nâu nâng đáy rồi bó bởi hiếp xù chà bụi ta hiên chỉ chân bàn vô để cố nâng đoàn nâu lỡ đáy rồi bó bởi hiếp xù chà Punishment. When a person does something wrong, there is a punishment. Chà, chân bụi ta đa mà nụ thuộc ấy khó chân từng cái cứ hao thá ca ca đòn tiệt tổ chả chứng là bơi đàm miên là nam nghệ thuật ấy khâu chứng bơi lịch được chấp anh nâng cái hao thá ca đòn tiệt tổ demonstrate để dân prai thá bằng hai example the teacher demonstrate how to do homework chả lục cụ ban bằng hai chả pi lục biếp thuê lục hạt chả chứng cụ ban bằng hai pi lục biếp thuê lục hạt. The teacher demonstrate how to do homework. Sinner. Để dân bài thang mà nụ miệng bạm. Adam and Eve were the first sinner. Chân lục Adam hay nâng niên Eva nâng cứ chia một nụ đậm bồn đại miệng bạm. Adam hay nâng Eva nâng cứ chia một nụ đậm bồn đại miệng bạm. Để xa tái ọc đập bằng quả bếp. Chân bạn lưu ý trả bỏ đi phố phải chờ đăng khó trấu để nó trong gần đá xuân ế đàn chẳng hãy quạt bì nè nâng cứ khai chi mà nụ đầm bông kê bằng ọ chả nó lưu phố phản đại dương nâng cứ chi mà nụ đầm miệng bạm. Ok, chẳng nâng khiêm xong lộp chênh hai dương nâng bà to có chỗ từ đó khó có bì phở dương chả. Chúng khó cổ bị bao dân thằng ngày ní cứ dân đọc chánh vì khó cổ bị ấy kê đá. Chà. Oh sorry. Chúng dân chánh vì khăn cổ bị romance. Chà. Chapter 5, verse 8.
chẳng chân ngôn niệm mà bộ này thôi ca có chỗ bán chả chân kho copy bao nhiêu ngày này cứ nước nóng kho copy romance chapter 5 verse 8 chả tiếp tiếp này chân mình thôi ca an chùn chả chân bị đây dân bán riêng mảnh cứ miễn bị ai kia khác chả demonstrate chả we were still sinner chả chân dân riêng bán mảnh cứ miễn bị bị nước nóng kho copy chả demonstrate hay nâng sinner chả ok tỏ chân nó khiêm xuống thua cái ăn kho của pi nâng chún chả power verse chả romance chapter 5 verse 8 but God demonstrate his own love for us in this while we were still sinner Christ died for us again chả romance chapter 5 verse 8 but God demonstrate his own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Again, power verse, Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Okay, chúng ta sẽ lưu lại một bộ án tỏ. 1, 2, 3. Ok, good. Chẳng nói chung thua cái an chi bị xa khám ai chung lục nệm bằng phá ôn chả. Chẳng bà xanh chi lục nệm bằng phá ôn miền bệnh bằng tu xung bạc chứ mùi nâng nâng khí nhóm nâng khó gầm bì rôm chả. Chứ bụt bàm khó bàm bầy. Ok, chẳng nói chung xung an chung chả. Rôm chứ bụt bàm khó bàm bầy. Tại ai bệnh trung xung đánh sẽ cất đây sở lãnh rụt bọt trung. Đào dương rốt khí nha ở khuyên chất bà. Đói bệnh kỳ bàn sụ quốc. Chúng nó dương rồi khá nìa. Nó cứ nông cá để dương nó miễn bạp nó lại phong. Ok, nóng tiết chả. Rốn chú bụt bạm khó bạm bầy. Tại ai bệnh trông xâm đánh sẽ cất đáy sơ lành rồi bọt trông đào dương rồi khá nìa ở khuyên chức bà. Đói bệnh kỳ bàn sụ cốt chúng nó dương rồi khá nìa. Nó cứ nông cá để dương nó miễn bạp nó lại chả. Nhưng chân bước khó có bị bàn bàn đi dễ phong đáy chả chân cứ nó bơ đai bỏ ông bàn chả sụ cốt nó lơi chơi chán miên đây thà bụi dương tự ọc như cư nâu miên bạp nó lại chả bàn tay bỏ ông trong bằng hai nhầm bì đây sẽ lành bỏ ông chả một căn dương rồi khỉ tụ bây bỏ ông chứ chạp kê thuộc bạp bỏ ông bàn nà kì dù để cô đom bỏ ông chả đom tiếng đầy đom tiếng chơn hay vay phong thuộc bạp phong bàn tay bỏ ông chả bỏ ông trong bàn đây xa tay bỏ ông trong bằng hai nhầm bì đây sẽ lành bỏ dương hay cứ đôi chia bỏ ông sự quát nó lấy chơi chăng nó bay chân nước bạc dương rồi khnì phẳng đây ok chân kho của pi bay dương cứ dương chập mình đang ở lấy dương bằng vài ra lúc này mà ổn chả cho tự đó là sạch riêng bay dương chả nhưng chân xôm chụp chụp mùi nâng can đại này tiền riêng nó không bị đến tì xăm sắp rộng bay bay dương phẳng đây nếu trong từng pi này xôm cho được xưa tất cả ở lúc này bằng bố đã tăng đã tăng đáng nâng tốt xin là nâng này tiền khai bị khang dược chung tình ổn khní và tự lọc một chút chụp mùi này khi nhóm bên จ้าจำนายนิคชมคนจ้านิคชมเด็กปีนี้นันนิตเตียนเรื่องจุดบางปนแต่ก่อนนี้นักน้องสัปดาห์นี้ไอ้นักน้องสัปดาห์นี้พองได้นิคชมมีจุดน้องเจิงทำไมจุดมากันบางปนออกนี้คือมีจุดน้องเจิงท่าเฉยแกงแต่บางปนออกนี้อยู่ในขณะด้านปีจุดน้องเจิงนี้จ้าโดยเฉพาะนั่นเป็นกับไอ้ไทยไปบางปนแต่ก่อนนี้ยุ้ยนิคชมมีจุดประเด็นนิตเตียนเรื่องจุดบางปนแต่มาดองสำหรับอัตตมนต์บางปนออกนี้บางตลอดจำได้เต้คือบางเยอะอันปีใส่เดือนมาไปหยุดมวยได้หยุดได้เจสารบอกพร้อมจ
thì hiện được tới chập đập rầm chân nội dụng nô còn tay bộ kê thua ai cả tay đời sa tập về dụng chân bộ kê rong chân hoạt đập đập làng nó tay đập đập làng bộ kê của bạn mình chun rầm chân tại lộc pilat chân là lộc pilat đi phong đá con cứ chim mà nè đại kê bạn đầm năng chết rốn đầm bay này cắt đây được cắt tổ đỏ này na đầm miền rừng hạt cả ai cả làng chân kê của bạn ngon tới su tại chùa pilat lộc pilat nô phong này ta xong chia sẻ tại sao tại nơi sa mai môn israel mang sân được không cả cục quân được bảo rồi vậy chân bộ kê mình ai mình sẽ đập bay đầm bay được sản lập này na bàn tế mang chữ kế tại ai lộc pilat cha cho nên lộc pilat này phong đá cột trọng đông chỉ cho nên năm pi tít tông năm pi pri su hai cột bàn không sập xuống lưng ra chỉ cho nên ta mình khởi nguyên thai bỏ chạy bàn thôi cùng học cùng ở vậy nào lại cha đối với phong đá cột cột bàn có hai mình chỉ cho nên đôi chỉ bộ đàm miền ẩm nai bộ mình tây bộ đi chia hai nên mình đam mình chỉ cho nên đập bay nắng ở tầm mơ bị ca cắt tổ được bỏ ông cha hai mà thế nên phong đá cột bàn như vậy thế bỏ ông cha mình tôi cùng học cùng tây để cho nên cột đang treo lên pi su tây con ta vẫn đang chơi bàn sai một co hai bóng co riêng chỉ chơi và thưa ơi mình cài trở lại cho mình lấy thang cột mình tôi vẫn đang chơi được anh mình pro ơi lâu bị lại đang lên về su tết và thưa ơi tôi chỉ càng về su hay sầm lại trong trà trà về và thứ hai lâu bị lại cần thang cần mình cài hạt cá và trong ngày thang cột 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 bán so với chơi sai cột 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 bán này để thứ hai có sầm lại cho thang ư chơi ơi tới về su sầm lại tới cho hai kê cột bán ประกอบปรอมจัดตะขนมกับดักได้หนึ่งอำนาจดับบอสปูติเฮนเกย์กับบางวีดวีดเฟอร์บาร์ปรอมจัดไอเมนดับบอสให้กับบรรจุตรงไอเตอร์ไอเตอร์ติดกันจ้าแล้วในบางปอนไอเมอร์ตะขนมรูปเพียบนี้บ้านให้ลักในขนมรูปเพียบนี้คือมินจาวปีนี้ให้นักเรียนซูมันเนี่ยได้เก็บเป็นชิ้นจมูกนี้ให้นักเป็นได้เก็บชิ้นปรอมจัดนักได้คือจะเป็นไงตรองให้จะน่าเป็นไงตรองนั้นน่าสลับแต่มีนเมย์แต่ปรางของเงิดกรอบนั้นดับเลือดผ่านใดถึงมือหรือหัวดาวมองใบหรือเสียง hai đập bay một bay đôi xiên nữa ấy sát ta trong trại bạn mình lưu sầm lên dạng khăn thè ao cái bộ bị đã ấy sống ở tổ đang đã phục kệ bạn và bất tử lời bảo mình chạy mình đang cùng họ ở vậy sao vậy chứ này bảo mình chạy của bạn sai một đoạn tiệt thác sống bảo cô bởi lớn nguyên nhiên là bảo tôi cùng thoại đó bảo mình chạy về nếu bảo mình chạy của phật đường hàm tờ nó ta đã bảo mình chạy bạn phật đường hàm tờ hai sát ta mình của các đây đồng chui đây chỉ khăn để thua em nuôi tiếng ăn nước bạn nơi tới lúc bộ kênh mình sẽ đầy phải khai hai bộ kệ ban như vậy chỉ khăng lang thang, phía sau cứ bộ cọc chỉ bộ chỉ bộ tra này bên chim luôn đã sơ chỉ đặt bật, đối với hai bộ kệ ban thôi được đã khó, trà đối với hai bộ kệ ban khi hạt cá đang hai bộ kệ của ban từ lọt tới tiêu vinh, tiêu nguyên chất sừng rèn hai bộ kệ ban chủ chơi năng sắc xếp niềm bị đầm nào được bỏ vào trà phòng này, trong này ăn sau được bỏ vào trà vinh từ ban mình nè, đại quạt cứ chỉ để đặt kê rộp ăn trái, có chúa thay dự sai, quạt ban tại lộc pi lát đầm bay sông sọp phía sau yêu tập bên chỗ. Chà, hai con của bạn nôm sắp đề xuất tại bên trong khu nông khu nô mùi đẹp thầm mây. Hai khu nô bỏ kê nâng, mình mênh chụp khu nô đẹp. Trong dễ thay mình thua bị đầy được cọp tê. Cứ xử mái bốn kê, mình rõ an, đủ dễ rõ an thầm mò mùi chứ nhé. Hai kê, kê dô sắp đề ông chắc tự đặt nà tì nô. Đại mình đại mình đã sắp này nà lại. Chẳng bỏ ông chắc của bạn bên trong nà tì nô. Hai mình chỉ chân của bạn sổ của lãnh đẹp bỏ ông chắc bên trong sắp nông khu nà. Chào con chàng, xin bạc xây dựng thức ngay đi bằng mình chọc tại bản đấy. Slap you with me, cheap is the only model. So now I want to say thank you so much, Chalida, for telling the story in Khmer. So now, time to telling the story in English. How are you, everyone? I hope you are doing well. So, are you ready for listening our story? Yeah, so now let's begin. Yeah. So, three men in this picture are nailed on the cross. And one of them is Jesus and the other are criminals. So they were also let out with Jesus to be executed. And then they came to a place called the Skull. And they crucified Jesus there along with the criminal. So one on his right and other on his left. So while Jesus on the cross, and he said to the Father, Father, forgive them, for they do not know what are they doing. And then they divided up. He closed by casting lots. So in this story, Jesus, he did not do anything wrong. Yes. But why he has to die? Yeah, actually, Jesus died for us so that we would not have to face God punishment. Yeah. So in our story, we will
finish here and I hope you enjoy it. So now time to discuss. អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូខុនដែលបានចាទីនរៀនជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងជាមួយគ្នាទៅតងនឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះតែម្ដងចាយើងលោកគ្រូបានឃើញថាប្រអស់ម្ចាស់ត្រង់គ្មានតូកំហុសអ្វីសោះប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលរងសុគតឲ្យគេធ្វើបាបឲ្យគេមើលងាយមិនមែនដោយសារតែប្រអស់ម្ចាស់ត្រង់ចាញ់គេមិនមែនដោយសារតែប្រអស់អត់មានអំណាចចង់និយាយថាអត់អាយរើបំប្រាស់ពីអំណាចរបស់អើពួកអ្នកមានអំណាចនឹងទេប៉ុន្តែប្រំចាស់សុគតលើឆាឆ្កាងដើម្បីនឹងបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រំចាស់មកកាន់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីគឺដោយសារតែប្រំចាស់បានដឹងរួចហើយថាគម្រោងការរបស់ព្រះវរណាគឺចង់ឲ្យប្រំចាស់សុគតដើម្បីនឹងលើបាបមនុស្សជាច្រើននៅលើផែនដីនេះដូច្នេះហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលនៅលើផែនដីនេះមិនមែនតែខ្ញុំឬក៏អ្នកគ្រូខុនទេដែលអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅផែនដីទាំងមូលដែលទទួលជឿថាព្រះអង្គចាស់គឺជាព្រះអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលបានរួចអំពីបាបរួចហើយចាអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកគ្រូខុនវិញពីគាត់យកឃើញយ៉ាងបិចដែរនៅក្នុងសាច់រឿងនេះចាអ្នកគ្រូសម្រាប់សាច់រឿងនេះនឹងខ្ញុំមើលឃើញពីការលះបង់ចាការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវចាដែលគាត់ដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺឃើញថាព្រះអង្គអត់មានទោសកំហុសអ្វីសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គសុចិត្តលះបង់អង្គកាយរបស់ព្រះអង្គក្នុងការដែលសង្គ្រោះអំពើបាបដោយអ្នកគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យធំធេងមែនទែនមកកាន់ជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយវាក៏ជាគំរូមួយដែលលក្ខណៈថាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើជាគំរូមួយនេះមកកាន់យើងហើយព្រះអង្គលះបង់មែនទែនសម្រាប់ពួកយើងជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ពេលខ្លះយើងអាចថាយើងមានភាពអាត្មានិយមមែនទេអ្នកគ្រូពេលខ្លះយើងអាចមិនហ៊ានក្នុងការដែលលះបង់សម្រាប់នរណាម្នាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះចាព្រះអង្គទ្រង់អត់ស្ដាយឡើយព្រះអង្គលះបង់អង្គកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីតែយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយនេះជាប្រពោលមែនទេសម្រាប់មកកាន់ជីវិតយើងរាល់គ្នាចាតែខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកផងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញអំពីជ័យឆ្កាងពេលថាយើងនឹកចាំពីព្រះអម្ចាស់ដែលនៅលើជ័យឆ្កាងហើយនឹកចាំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់មានមកកាន់មនុស្សលោកនៅលើផែនដីនេះចុះនេះខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរចាចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរីករាយនឹងទស្សនានៅរឿងវីដេអូខ្លីបន្តទៀតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាចាដូច្នេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពនិងជម្រាបលាចាចាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ការនិទានរឿងរបស់អ្នកគ្រូទាំងពីរអ្នករបស់យើងរួចមកហើយចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការមានន័យថាសង្ខេបរឿងនឹងមកវិញតិចតិចចាដូចនៅក្នុងសភៅដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនមើលរូបភាពនឹងឃើញអត់ចាគឺមានបុរស3នាក់ដែលត្រូវបានគេឆ្កាងចានេះអញ្ចឹងដែលក្នុងចំណោមបុរស3នាក់ហ្នឹងគឺមានម្នាក់ដែលជាព្រះយេស៊ូវចាហើយព្រះយេស៊ូវអត់បានធ្វើអីខុសទេប៉ុន្តែគេចាប់ព្រះអង្គយកទៅឆ្កាងចាហេតុអ្វីចាអញ្ចឹងគេសំណួរគេសួរថាអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវសោយទីមង្គលសម្រាប់អ្នកណាចាអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គសោយទីមង្គលសម្រាប់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលមិនអាចពណ៌នាបានចាអញ្ចឹងគឺប្រគន់របស់ព្រះអង្គក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺធំទូលាយមែនទែនចាគឺព្រះអង្គសុខចិត្តមានន័យថាឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងចាឈឺចាប់តែអង្គទ្រង់ដើម្បីយើងរាល់គ្នាផងដែរអូខេចាអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ New English ផងយើងតែ6ពាក្យទៀតទេចាដែលយើងដែលញោមបានឲ្យជាសន្ធិនទេគឺយើងរៀនអំពីប្រជាជនកាលពីមេរៀនទីមែនគឺយើងបានរៀនអំពីទួងជាតិរួចមកហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនអំពីប្រជាជនម្ដងចាThank you.
Okay, cha. Chichuan America cha ni. Đối khi này bởi Chichuan Mexico cha. Chẳng nhưng mà bạn tôi sẽ chung một tế cha. Tôi nhìn đặt tầm nàng ôi muối nữa chả. Chẳng mình đây tha nâng cư chi chmua bà chi chuồn chả. Rồi bà tê muối muối chả. Chẳng nhìn prai ôi tờ lơ mó hai kông lúc nãy mà phá ôn chẳng prai hoàn ai nhé nữa chả. Chẳng ai thua ca có châu bán chả. Chẳng dương mến miên tay bà muối bà tê nâng nó miên tiệt chả. Chẳng nhìn ôi bà muối bà tê nâng sánh. Nhưng phát mê riêng ở đây thì mình đang mê riêng tìm mang để dân riêng làm bì tôn triệt chả. Rồi bỏ bà tế bỏ dân đôi chi mê riêng tìm bạm buồn chả. Nhưng dân riêng làm bì chung một tôn triệt bỏ dân chả. Tập bên mê riêng tìm xa bạm bấy ní dân dân làm bì bà chi chuồn mà đoàn chả. Nhưng chẳng ở bên bà chi chuồn hay nâng tôn triệt ở bên màu đôi khí nế nế chả. Ok, chẳng mình xem xong thôi cả an chún chả. New English Vocabulary American, American. Để dân bài thá, bà chi chuôn American, American. Mexican, chà, Mexican. Sẽ trả lửa, mẹ làm được đi khâu một chút chà. Chúng xong chàm tới chứ nữa chà. Chà, trả lửa chà, ok, Mexican. Như này thá, bà chi chuôn Mexico chà. Đập bơ bật tôn triệt bảo vía, Mexico. Đập bơ bà chi chuôn Mexican, chà, Mexican. European, European. Bà chi chuôn Europe, chà. European, bà chi chuôn Europe. Anh ấy bà chi chuôn Mexico, chà. European, bà chi chuôn Europe, chà. Chinese, Chinese. Mình thấy tha bà chi chuôn chân. Rất là dân ai hào bán tha chuôn chết chân của bạn. Anh ấy chuôn chết Europe, anh ấy chuôn chết Mexico, anh ấy chuôn chết America, chà. Chân nghi sưu sử đạp chiền, chà. Thái, 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 chôn chiếc Thái này ngay, ta bật dựng đã Thailand, mình thấy thái, bật tế Thái, chả. Cambodian, Cambodian, mình thấy thái, chôn chiếc Campuchia, rồi có, bật chiếc chôn Campuchia, đập bật tôn chiếc bao nhiêu, Cambodia, chả. Cambodia, tôn chiếc Cambodian, bật chiếc chôn, chả. Ok, nóng tiếp, chả. American, American, Mexican, Mexican, European, European, Chinese, Chinese, Thai, Thai, Cambodian, Cambodian. Ok, ta. Chẳng lúc nãy bà phôn án, 1, 2, 3. Ok, chà. Chẳng mê riêng bỏ dân tí xam xa phạm bấy cứ nhâm xông bởi chọc tại bần nâng hay chụp chung môi nâng nghe khi nhâm nọt ngay xáy chân nâng bà to riêng ẩm bí nationalities, chà, xanh chiệt rồi bỏ bà tế ni mùi ni mùi bà to tiệt. Chẳng sự khâm thang mê riêng thang này lúc nãy bà ôn chạp bán chà hay bà xanh chìa miên chùm ngó rồi có bánh hạ ọc tên trong nát nó bởi đài video bà nâng khi nhâm chót lúc nãy bà ôn ạch mơ ra chị thầm mây hay nhưng ai thua ca sao lăng vinh mà nó tiệt bàn chân khi nhâm xâm bố và xâm ọc cốn xâm bếp và tên bầu.